Hello, xin chào tất cả bạn nha. Chào bạn đến với video tiếp theo của tôi. Thì ngày hôm nay tôi sẽ làm gì hả? Thì anh em xem clip này nhé. Hôm nay tôi sẽ chế tạo một cái dụng cụ để đánh lộn. Đó, anh em có biết dụng cụ gì không? Thì dụng cụ này thì có tên là côn nhị khúc. Đó, thì làm côn nhị khúc đơn giản nhất có thể luôn nha. Thì cây côn nhị khúc, trước tiên muốn làm cây côn nhị khúc thì trên tay tôi đang có một cái thanh tre khá là bé nhỏ đó để làm côn nhị khúc nha. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành làm côn nhị khúc luôn nha. Đó, trước tiên thì làm côn nhị khúc thì mình phải đặt cây gọt máy và chuẩn bị sẵn một cái cây dao. Đây, cây dao và cái cọng dây. Đây, có dây luôn. Đó, dây này để là cuộc để làm côn nhị khúc nha các bạn. Còn dao này để chặt cái thanh tre. Đó, bây giờ mình sẽ chặt tre nha. Đó. Chặt cho nó đẹp đẹp xíu nha các bạn. Thì muốn làm cái côn nhị khúc thì trước khi vừa tay mình thì phải đo được một gan. Đó, một gan tay thôi nhá. Đó, ngay đây. Tôi đã đo một gan tay ngay đây và tôi sẽ chặt ngay đây bỏ. Bỏ thằng này. Có điều chặt ra hơi bị mớp các bạn. Đó. Có điều hơi bị mất nhưng không sao, bây giờ mình sẽ đặt tiếp cây tiếp theo nhé. Rồi mình sẽ chặt bỏ khúc này. Đó. Giờ mình sẽ đo dừa thì mình quất. Đó, dừa này nha các bạn. Bây giờ mình sẽ chặt ngay đây để mình làm côn. Rồi, thì đây là hai cái thanh tre của mình. Bây giờ mình sẽ tiến hành là dùng cái cọng dây lát và cuộc lại và làm cây côn nha. Ok. Đó, thì mình sẽ dùng dây lát là đơn giản nhất. Còn ai muốn có thể làm cây côn này, mình có thể là làm bằng dây gì nè ta, quên luôn rồi. Thì làm bằng dây lát thì như vậy. Này, chứ tạo cho anh em xem. Cuộc lại cho hai đầu nó bằng nha. Nè, cuộc lại đi nè anh em. Đây. Giờ mình sẽ cuộc lại nha. Đó. Rồi. Mình cuộc gì rồi mình sẽ cuộc vô hai cái đầu này nha. Đây. Đó, nói chung là làm này rất đơn giản luôn các bạn. Bạn chỉ cần tóm hai đầu lại thôi và khứa ngay đầu này nè. Cho có cái mắt để làm cái côn dễ hơn nha. Để cuộc dây dễ hơn. Đó. Đây, chẳng hạn như bây giờ nè. Thấy không? Để cho nó dễ cuộc dây thôi. Sâu tí nớ mà được. Đó. Ok. Mình sẽ cuộc vô nha. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ chặt ngay khúc này nữa nha, để dễ cuộc nè.
ăn gì nè. Rồi tóm hai đầu lại thôi các bạn. Đó, gì nè, chẳng hạn như bây giờ ăn gì. Đó, bây giờ mình sẽ cuộc đàng hoàng lại nha. Đó, đây là cái hành côn của mình đã hoàn thiện. Đó. Mà mình chưa có cuộc lại cố định nên bây giờ mình sẽ dùng dây để thun đi, cuộc lại cho cố định thiếu. Làm cái súng. Súng bằng cào lá chuối. Súng hoài. Cái. Khùng. Súng bằng cào lá chuối mà. Cầm lên đây. Cầm lên quay đây. Đó, và đây là cái cây côn của mình nè anh em. Rồi đúng rồi. Đây, đó, hoàn thiện nè. Múa nè. Đó, cây côn bằng dây lát nhá. Ok, và clip làm cây côn đến đây của mình xin được kết thúc tại đây và hẹn anh em vào một cái clip sau nhé.